Hello, xin chào anh chị. Thì hôm nay em sẽ làm một chậu bà liễu gọi là siêu phẩm cho anh chị ha. Đó là nhiều cây em ghép lại một chậu lớn. Anh chị sẽ chọn cho em được cái chậu phi 6 tấc anh chị ha. Đó, 6 tấc. Thì khi mà anh chị chọn cái chậu mà lại để bự nè, anh chị trồng lâu năm thì mình phải chọn cái gỗ nào để cho hợp lý ha. Thứ nhất, trên thị trường thì thường thường là người ta làm bằng gỗ căm xe nè, cũng cứng anh chị ha. Thì thêm một cái loại nữa là gỗ gọi là gỗ sao thì đóng tàu, thì đó là một loại gỗ chịu nước nhiều lắm. Một thêm cái loại nữa là gỗ đỏ. Thì những cái gỗ loại như thế này thì thường dùng nhất là những cái thợ người ta đóng làm chậu này nè. Còn mà nếu mà anh chị mua ngoài mà không biết nguồn á, thì anh chị có thể là mua, gặp trường hợp mà người ta lấy gỗ tạp á anh chị. Gỗ tạp thì rất là nhiều ha. Thì mình làm những cái gỗ tạp ấy, thì xài thời gian chỉ được một vài năm là coi như là cây nó sẽ mục ha. Nó mục ra thì nó làm cho cái chậu mình nó gãy nữa, thì mất công để mình bỏ tiền ra mà mình ghép chậu lớn mà xài không được lâu ha. Đó là tránh những cái trường hợp đó. Thì mình phải tìm những cái chỗ mà uy tín nhất mình mua thôi. Đó. Nay em sẽ tiến hành em ghép cho anh chị ha. Đó, thì trong giai đoạn này thì anh chị nào mà tìm mua được những cây mà bự to thì mình sẽ ghép lại, thì nó thành một cái chậu tác phẩm để mình chơi Tết. Thì trước mặt em là những cái chậu bà liễu mà em lựa các những cái cây bà liễu size nó cao. Đó, thì nó mới ghép được cái chậu bự vậy. Nếu mà anh chị mà lấy cái những chậu bự này mà anh chị trồng những cái chậu mà mới nhỏ nhỏ 2-3 tấc thì anh chị trồng vô thì nó không có tương xứng. Với hai nữa, nếu mà anh chị chơi như vậy cũng được, với thời gian là anh chị trồng khoảng ít nhất cũng khoảng gần 1 năm mấy 2 năm nữa thì nó mới thành những cái chậu tác phẩm bự. Đó là mình chơi theo kiểu như từ từ. Còn nếu mà anh chị mà gọi là không có thời gian chăm thì có thể mình tìm mua những cái chậu bà trắng bà liễu nè, những cái chậu bự như vậy. Đó, phi 18 nè. Đó, nhưng mà nó rất là bự rồi, mình về mình đặt vô thì có thể là mình chơi liền ha. Trong thời gian mình chăm mình kích ra khoảng chừng một tháng là nó bắt đầu là rễ nó cứng cáp là mình chơi được rồi. Đó, trong khi nó có bầu sẵn nữa, mình đâu có sợ nó đó. Gọi là mình ghép nó, với lại hai nữa là đây người ta trồng than nữa. Đó, thì anh chị có thể chơi được ha. Đó, thì cái chậu thường thường là như thế này nè anh chị ha. Đó, thì khi mà chậu lớn thì dưới đáy này nè nó sẽ là cái dòng kẽm thôi. Thì nếu mà mình bỏ than mà dạng như than phải cục bự thiệt bự mình để nó mới lắp được, chứ còn nếu mà vỏ thông cũng lọt nha. Vỏ thông anh chị bỏ nó cũng lọt. Thường là trước em cắt cái lưới là em phủ hết luôn. Ngày hôm nay em không phủ hết, em chỉ phủ cái đít thôi. Đó, mình sẽ cắt mình phủ cái đít thôi để ăn chi. Để đây mình bỏ vỏ than cho nó thoáng luôn. Đó. Thì sau này thí dụ như mình để vậy nè, đó. Cho nó không lọt ha. Còn nếu mà anh chị có cái lưới kiểu như người ta bán ngoài á, hay cái gì cũng được, mình để mình sắp làm sao mà không lọt được rồi. Đó, còn em có lưới lan thì em dư ba này em cắt em bỏ vô. Đó, thì trước khi mà anh chị ghép á là mình đặt cái cây vô. Thử coi cái chiều cao của cái chậu với lại cái cây đó nó ngang tầm ngang sức như thế nào, đặng mình biết được ha. Đặng mình biết được cái độ cao của nó rồi bắt đầu là mình điều chỉnh ha. Thì thường thường mình cao trồng thì mình phải đôn lên cho nó ngang, cái gốc nó ngang được cái xem dưới đây. Mà anh chị đừng có làm mà thấp quá thì nữa sau này nhìn cái chậu nó không cương xứng mà không đẹp. Tại mình ghép chậu lớn mà. Với hai nữa, đặc biệt khi mà anh chị ghép chậu lớn á, mà nhiều người hay bị cái tình trạng này nè. Em nói anh chị biết đúng hay không thôi ha. Tình trạng là thí dụ như mình nhiều khi mình mua về mình ghép thì mình tính là mua 10 cây. Mình tính mua 10 cây về mình ghép một chậu đúng không? Nhưng mà mình mua 10 cây về á là mình ghép một chậu. Nhưng mà thiệt hại cái nhiều khi là mệt lắm. Tại vì mình biết anh chị biết khi mà mình ghép á mình đâu có biết được cây nó có thúi hay không. Thường ở nhà vườn của em tụi em là làm thí dụ như ghép 10 chậu thì cũng phải để cho ít nhất cũng khoảng một chục chậu lẻ như thế này. Trong thời gian thì ví dụ như lâu lâu nó cũng có thúi một cây thì mình có cái này mình thay. Còn anh chị mua anh chị ghép thì anh chị cũng phải để si cua, trừ khi nó thúi anh chị nhét nó vô liền là nó đẹp liền, chứ còn không nó lụm vào chỗ đó. Vậy kiếm cái gì thế vô ha. Nếu mà mình chơi bà liễu thiết kế
thì nó phải có cái để thay liền. Giống như mình làm những cái sự kiện những gì ấy, thì anh chị thấy không, những cái sự kiện lớn người ta trưng hoa trưng đồ, người ta vẫn có cây xì cua trong, chưa khi mà chưa khai mạc, chưa có gì bàn giao mà thấy nó thúi là phải có cây rồi, chứ không mình lấy số đủ số lượng đâu có được đâu, không. Cho nên lúc nào mình làm mình cũng phải trừ hao, mà cây lan mà đâu có biết thúi lúc nào đâu. Nhà chăm cỡ nào chăm, nhiều khi gặp cơn mưa ha bão gì đó nó thúi ngang xương cũng không biết đó. Cho nên lúc nào mình mua cây mình phải để dư đó, trừ trường hợp nó thúi. Mà nó thúi một cái khi nó thúi mà đang gấp dầu sôi lửa bỏng mà tự nhiên giờ lôi đầu ra được một cây nữa liền, nó đang làm tức lắm. Rồi em ghép nha anh chị ha. Thì đà cây thì bây giờ nói chung là nó hơi thấp hơn, thì em phải kiếm diệm động lên đó. Thì thường thường đó là nhà vườn thì một là cắt chậu, hai là người ta bỏ chậu vậy nè. Thì em ban đầu thì em để lên thử thôi, miễn làm sao thì nói chung là cái kiểu gì thì mình động cái gì mình động được. Một là mót, hai là mình có cái gì mình kê lên thôi. Em thì em bỏ vô chậu trước đã, còn nếu mà không được thì lát em đổi ra. Nói chung là làm cái gì cũng phải phải tư duy. Chậu này thì chậu mô nè anh chị, mình nhiều mà đó. Còn không thì mình có thể là mình lấy cái chậu phi 12 nè, mình cắt mình để lên cũng được ha, theo kiểu này cũng được, mình đôn nó lên. Còn không nếu mà mình xài mót cũng được đó. Mót thì mình nhiều khi người ta không có thích xài mót. Mình vừa mình đôn lên vậy mình tạo cho cái gì, thứ nhất là tạo cho cái độ thông thoáng của cái cây lan, nó khi mà nó nằm ở dưới đây nó cũng trống trống á, bộ rễ nó còn là chỗ để thở. Thứ ba nữa là gì, là khi mà anh chị dinh á, nó cũng đỡ nặng do nhiều khi mình vô than nhiều quá hoặc giá thể nhiều quá, nó nặng quá mình dinh không nổi thôi đó. Mình để lên vậy đi ha, giả sử vậy thôi chứ lát mình bung đó, vậy cỡ vậy là vừa mặt đó nè, khi mình bung chậu ra là vừa rồi. Bây giờ em lấy một cái cây bự trước ha. Đó, cái chậu này chậu than nè. Bây giờ chậu này thì nó cũng ít lỗ nhiều quá, thôi em rút ra luôn, em nhổ nó ra luôn ha, nhổ bỏ ra lục ngoài luôn đó. Anh chị thấy nó vậy nè, trong đây người ta trồng khi mà lên chậu mà từ phi 12 lúc qua cái chậu này thì người ta vẫn có đôn gọi là chậu nhỏ nè, một chậu nhỏ hay là mót đó, cho nó nhẹ và nó thoáng anh chị ha. Đó đây nó thoáng nè, nó không bị ngợp. Còn nhiều người thì nhiều vườn thì cũng xài bằng sơ dừa độn vô, nói chung là ai thích cái gì có cái gì thì độn vô cái đó thôi. Mình độn vô không phải là mình chim vô đặng cho nó gì thôi, nhưng mà tại vì mình làm cho nó thoáng á, nó thoáng, thứ hai nữa là nó nhẹ thôi. Chứ bây giờ nhiều khi mà trồng mà than đầy nhóc hết á, rồi nó ngợp bộ rễ, thứ hai nữa là đóng đi gửi đi á, nó nặng á, tiền ký mình á. Đó này mà ghép vô hết ha, để em ghép thử coi đẹp cả nào ha. Bây giờ không có người dịnh đây nè. Thường thường là làm mấy cái này phải có người dịnh anh chị ha, nay chơi mình luôn. Rồi sau khi mà mình rải qua một lớp chậu anh chị ha, rồi anh chị có thể nói chung là mình động mót cũng được ha. Rồi em thì em móc này em chỉ để đỡ cố định thôi. Rồi bây giờ tiến hành ha, theo em thì cái chậu này thì anh chị có thể ghép 7 cây vô một chậu ha, thì nó sẽ gọi là điều đẹp hơn đó. Em sẽ bỏ cây lên ha, cây thì hồi nãy em móc sẵn hết ra rồi đó, bây giờ mình để vô thôi đó. Thì khi mà anh chị ghép vô á thì mình phải quay cái hướng cây như thế nào để cho nó đều, với lại hai nữa là cái độ mà gọi là cao của cái chậu á anh chị ha, thì mình cân xứng làm sao cho nó đều đó. Thì anh chị cân xứng ha, đó thì mình có cái móc vô ra rồi, không có ai dịnh á thì mình cứ cố định mình cột vô trước. Giá nó vô trước đi, rồi lát xong rồi vô giá thể đàng hoàng thì nó đã định vị cố định rồi thì nó sẽ cứng cáp thôi, nó không có bị rung lắc nữa, nó không có ngã nữa. Đó, giờ không ai dịnh thì mình giờ mình tự dịnh mình luôn.
Đó, với mà cái cây này thì anh chị có thể ghép vào mà anh chị chơi được Tết luôn ha. Đó, nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn khi mà mình và mà giá thành đó, giá tiền đó, khi mà được một cái chậu như vậy thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Khi mà chậu người ta đã trồng thuần rồi, anh chị biết một cái chậu trồng thuần rồi nó bao nhiêu tiền biết chậu này không? À, tầm mà anh chị biết không là khoảng 8 9 10 tới 8 8 triệu tới 10 triệu á nha anh chị ha. Khi mà cây 8 chứ 10 triệu á, thì nó sẽ được đều hơn, nó cao hơn. À, nó bám dễ nhiều hơn, nhưng mà mình thì mình xài như này thì vốn của mình có bao nhiêu ha, vốn của mình rất là rẻ luôn. Trong khi một cái cây như vậy anh chị mua khoảng chừng em nói chừng 200 ngàn đi, thì 7 cây nó có 1 triệu tư thôi. Cái chậu này thì 300 nó khoảng 2 triệu. Thì khoảng 1 triệu mấy 2 triệu mà anh chị được một cái chậu tác phẩm bự. Còn anh chị mà dắt tiền đi mua ít nhất cũng khoảng là 6 tới 10 triệu. Tùy theo nó đẹp, tùy theo cái chậu nó bông như thế nào nữa. Đó. Khi mà mình ghép về thì mình đỡ rất là nhiều tiền luôn. Nó được đỡ rất là nhiều tiền cho anh chị để mình chơi luôn á. Đó, cho một cái cây cốt giữa. Thì còn cái độ cao của cái này á, một tí nữa thì anh chị sẽ chỉnh lại ha. Đó, bây giờ mình chỉ cố định nó đặng cho nó đứng, nó có hình, có hình thù thôi. Rồi mình chỉnh sửa sau. Giống như anh chị cắm hồ điệp á, thì mình sẽ đưa vô hồ điệp á, mình sẽ đưa vô đại vô, làm cái cốt trước. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành chỉnh sửa. Chứ không có tài nào mà anh chị đặt vô là một cái là nó đều, nó đúng như trang được, không bao giờ được ha. Tại vì hàng ghép nó khác, khi mà anh chị nhiều cây nó khác một hai cây. Đó, em cột định vị cố định đỡ thôi. Tí em sửa lại. Mình chơi thì nói chung cái này mình chơi thì nó, thứ nhất là nó đẹp mà nó rẻ tiền hơn. Mình không có tiền thì mình có thể anh chị mua về ghép đi vậy nè. Được cái là mình được chơi trụ gỗ nó sẽ nhìn nó sang trọng hơn anh chị ha. Sau khi mà anh chị đã ghép được 7 cây ha anh chị ha. Đó, 7 cây vô trong một cái chậu nè anh chị ha. Đó, anh chị ghép vô 7 cây vô nè. Đó, thì hình coi như là tạm ổn thôi. Nói chung là mình ghép giá đỡ vô. Rồi còn anh chị mà vô giá thể nè, rồi mình ém gốc lại, rồi bắt đầu trên đây mình mới cột dây, mình mới cố định nó, cây nó thẳng thực nha anh chị ha. Chứ còn mày ra thì mình làm từng giai đoạn ha. Rồi bây giờ em vô thang cho anh chị coi. Khi mà anh chị ghép vô thì anh chị lưu ý ha. Những cây mà lớn á, là những cây mẹ mà cây lớn nè, nó thường thường là anh chị sẽ đã cho nó đi ra, hướng đi ra nha anh chị ha. Nó sẽ quay đi ra hết tất cả ha. Đây, cây con nó sẽ đi ra. Cây đi ra. Bên đây nó cũng đi ra luôn. Đó. Thì còn cái chính giữa này thì nói chung là thường á, nếu mà mình muốn ghép cây chính giữa thì cho nó đều nó đẹp thì mình ghép, còn nếu mà không mình bỏ ra hẳn luôn cũng được. Bỏ ra hẳn thì cái gốc của mình thì nó sẽ còn được 6 cây. Nó không được 7 cây. Thì tại em ghép, em chơi thì cho nên mình cứ ghép vô đi. Ở trong đây nó làm cho nó cây nó có lùm. Còn nếu mà anh chị bỏ ra thì cái gốc mình sẽ giặt thấp lại ha, dồn lại nữa. Thì cái cây chính giữa này á, đặc biệt là khi mình ghép vô thì mình thấy nó lùm đẹp, nhưng mà sau này khi nó cái con nó ra thì mình sẽ cho cái hướng đi làm sao cho nó không bị chèn vô đây ha. Còn nếu mà nó chèn thì nếu anh chị không thích thì anh chị bỏ ra, còn em thì em ghép vô để em chơi mà. Đó, mình trồng thì nói chung là cho nó bụi lùm là bông nhiều được rồi. Mình tay anh chị tiến hành, anh chị bỏ thang vô thì anh chị ém gốc lại ha, ém gốc lại, rồi mình cầm cây chậu nào mà nó thấp đôn lên thì mình cứ đôn lên thôi. Đó, thang thì bây giờ á là trước khi á, thí dụ như thang á, là thường thường á, là anh chị phải ở không á, thì anh chị lựa lại những cái cục thang bự như nè, anh chị bỏ vô thì nó không bị lọt. Còn bên em thì nói chung không có lượt thì em đổ vô, thì nào nó rớt thì nó rớt, còn không rớt lại thì nó nằm lại. Rồi khi mà anh chị vô thang á, là anh chị lựa những cục bự nha. Thì ví dụ như thang này là thang nó đốt rồi á, nó dụi á anh chị ha, nó dập lửa lại rồi thì nó sẽ nhẹ hơn. Ở
Còn nếu mà mình có điều kiện thì mình mua than nguyên cũng được, nó nặng lắm. Những cái chậu đó than nặng lắm. Đó. Em sẽ vô than anh chị ạ. Em than xong rồi em sửa lại thì cây nó sẽ rất là đẹp. Than này là nó đốt á, nó lát vũ cho nó rớt, nó rớt được cái nào nó rớt thôi. Bây giờ không có người sàn thì em phải chịu anh chị. Còn nếu mà mình trồng vỏ thông á thì nó sẽ bự hơn. Đổ vô như thế. Than này tại vì bao than bữa đổ lụm mấy cục bự hết rồi, còn nhỏ. Đó, chơi đồ nhà luôn. Đó, khi mà mình anh chị mà lên chậu rồi đúng không, bỏ than giá thể vô rồi thì mình muốn lên cao lên thấp á, thì mình nhóm lên thì cái than nó sẽ lọt xuống và nó sẽ cao lên thôi. Đó, muốn cao cỡ nào thì mình cứ nhấc đầu nó lên. Đó, nó sẽ cao lại bằng được cái mức anh chị canh làm sao mà cái cọng kẽm này nè nó vừa bằng, hoặc là muốn bằng trên đây cũng được, nhưng mà em thì em trồng cỡ này thôi là vừa bằng qua thì mình phả nó vừa cái chậu được rồi. Còn anh chị làm cao quá thì nó tùy mọi người, có nhiều người thì người ta đắp mô cũng được. Em thì em trồng cả đó là vừa rồi. Mình xài là than củi cũng được, nhưng mà không xài than nước được nha. Than nước là nó có vị mặn á, nó làm cho cái cây lan mình trồng á là nó ra rễ bao nhiêu là nó đụng cái độ mặn là nó thụt rễ hết à. Cho nên là mình tránh xài than nước. Than nước là chỉ có để chụm củi thôi chứ trồng cây nó không tốt. Than này thường thường là người ta chụm lò gạch á. Thì chụm xong người ta thải ra. Nó đổ than bao mới vậy anh chị thấy không? Bao mới vậy than nó bự hơn nè. Than chậu bự này hả? Chậu bự này thì nó khoảng tầm bao này chắc 10 kg á, nhưng mà mình xài không tới 10 kg đâu, xài nửa ký à. Nửa bao à. Than này nó nhẹ. Còn nếu mà mua than mà chụm mua ngoài sẵn á, than mà chưa có chụm á, than nướng thịt á, rất là nặng luôn. Than đó thì nó nặng hơn. Thì ai có điều kiện thì xài than đó cũng được. Đó, khi mà anh chị vô đây vô chậu rồi thì tưới á, từ từ tưới nha anh chị ha, từ từ tưới, tưới ít thôi. Đừng có tưới mà vô mà tưới liền đậm đè mà tưới theo kiểu chế độ kia là không được, tại vì mình đang hồi nãy giờ mình cũng làm nó động rễ á. Nó hạn chế tưới nó nhiều thôi, tưới xương xương nó cho nó ấm. Tại vì trong cái giá thể cũ của nó vẫn còn cái lượng nước ha, trong cái gốc này vẫn nước. Đó, mình chỉ có thể tưới xương cho nó mát lá, hoặc là để trong mát thôi. Nó ổn định khoảng chừng tuần lễ 10 bữa gì đó thì anh chị tưới nhiều. Đó, trong thời giai đoạn này thì mình có thể lần tuần đi phân lần cũng được. Nhà vườn tụi em thì có thể là em chơi luôn à. Trồng lên là em ngày mai em có thể tưới cũng được, nhưng mà em số lượng nhiều quá thì với lại phân thuốc em đi kỹ thì có thể tránh được cái tình trạng thiệt hại nhiều. Còn anh chị ở nhà thì rủi ro hơi cao, cho nên em chỉ cho mình xài bớt thiệt hại thôi.
mới ghép được con chậu mừng quá trời, bắt đầu vài bữa thuốc bắc. Đó, anh chị thấy bỏ giá thể lên là ok chưa? Đó, nó sẽ cứng cáp lên nè, không? Rồi, bắt đầu là mình chét vô mặt. Rồi, em bắt đầu em cọc định vị nó ha. Đó, thường 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 là bà xã bà mua cái móc nè anh chị, thiệt tình á. Tính làm clip mà cái móc bà mua về nè không bị sao xài. Này 2 mét. Đó 2 mét mà giờ đưa lên vậy cái cây vậy trời ơi. Năm sau nó xài móc này được. Bây giờ tự nhiên mình xài cái móc này nó kỳ lắm. Nó như con chằn hiu rồi anh chị. Nè, nếu móc vô vậy nè. Ở trên đây, ở trên đây nó là gì trên đây? Bởi vậy em không xài được. Giờ xài cái móc miết hết miết thứ hai trước. Đó, cố định cái đã rồi bắt đầu thời gian nữa, nó muốn cao thì mình cứ thay. Còn không á là ở ngoài nó bán cái móc inox á anh chị. Inox mà người ta bẻ 4 cây á. Thường thường mấy vườn lan bẻ là cái móc đó là đặc. Hoặc là mình tự làm, bẻ cái cây nó rất là mập, cái cây nó bự gần bằng cái tay cái mình á, mà ống nó là ống nó không phải đặc nha chị, mà nó ống bọng. Thì dòm cái cây nó cứng cáp và nó cũng rẻ lắm. Những cái đó thì thường thường mà anh chị muốn mua biết đâu không? Muốn mua rẻ thì thường mình đi lại những cái dựa da chai á. Đó, những cái dựa da chai. Đó, những cái thải của inox ra, đó mình vô đó mình kiếm thì mình mua có thể rẻ thôi. Chứ còn ngoài ra mà anh chị đi mua mới á, lúc nào cũng đắt. Tại vì hàng mới là phải nhiêu đắt rồi, còn hàng kia hàng da chai mà. Da chai lông vịt. Rồi, em bắt đầu em cột anh chị ha. Đó, cố định lại, cột lại. Thì mình cột lại thì mình sẽ tạo cái tàn lại cho nó tròn lại. Chứ không thì mình để vậy thì nó sẽ lộn xộn tùm lum hết á. Nó phải có cái móc anh chị, móc hiệu của em nó hơi bị không chuyên nghiệp. Móc này là móc chậu thường thôi chứ không phải lên chậu thiết kế được. Thiết kế này như nãy anh chị phải xài cái móc kia chạy chơi cái giò vô. Mình làm cái gì cũng vậy, mình phải uốn nắn giống như kiển ha. Đó, cái thân này nằm đây thì mình lôi nó ra, nó nằm ngoài đây, ngoài lát đưa vô thì nó sẽ đều đẹp hơn. Khi mà mình tạo dáng cho nó, một cái chậu nó sẽ đò tròn đều. Còn nếu mà anh chị cứ cứ chồng mà đưa vô thí mà mình không cố định cột, nhìn nó không có đều đâu, nó ngã. Thành ra nhiều khi lên cây lan mà anh chị nói sao cây nó ngã ngã thì nó không có gì cố định, nó phải ngã rồi. Có mình làm không có ai dịnh. Cho nên chị thấy không? Làm mình từng kẹp tới cái chân, cái giò vô luôn. Thì mình anh chị cột về tiến hành cột cho nó cố định. Khi nào mà nó cứng cáp cây rồi, nó chuẩn cây rồi thì có thể là mình gỡ dây ra cũng được. Tại vì nó đã ấm chậu rồi, nó khác. Bây giờ nó chưa ấm chậu thì mình phải cố định, không nó không có ngay lớp lan nó đâu. Vòi hoa thì bây giờ mình cứ để mình chơi cũng được, còn nếu mà anh chị chơi Tết thì anh chị có thể bẻ dục luôn. Em thì vườn lan em trồng thì em không có bông, thì khi mà làm thì mình giữ, còn không giữ thì mình cứ bỏ bông luôn.
lá cọp rồi anh chị thấy nó khác á. Nói đi thi anh chị biết á, đâu phải là đơn giản một cái cây lan mà anh chị trồng kích bông nó ra rồi anh chị xách lên đó anh chị thi đâu. Trời ơi, người ta phải ngồi ha cả một nửa buổi, thậm chí cả ngày luôn, người ta uống, người ta nắng, người ta cột kẽm, người ta mới quay được cái đầu bông nó ra đó anh chị. Chứ không phải là đơn giản đâu. Nhiều khi em đi á, nhưng không có manh, mấy ông mình đi vô chung đi thi á, à, mình vô đó mình đi ăn nhậu, còn mấy ông ngồi đó mặn chừng nào mà tới nửa đêm là mới có chậu tác phẩm mình coi á. Đó, ta bởi người ta nói nghệ nhân là chỗ đó. Còn mà trồng mà cứ cô vò bông nó đâu có đi theo mình được, hướng mình. Này kẽm mà lấy cột để cố định, không ai dịnh đâu. Cố định nó lại. Thì bây giờ có dây rồi thì mình bỏ nó ra. Cái thang này mình nếu mà mình sợ xài thì có thể anh chị rửa trước ha. Còn không mà mình xài xong mình rửa cũng ok. Nhưng mà thường thường là nếu mình kỹ mình rửa trước. Đặng chi? Đặng cho nó có thí dụ gì lỡ mà trong thang này người ta trồng người ta xài bằng than nước người ta đốt á thì nó cũng ra nước mặn bớt. Hoặc là có cái gì đó. Thường thường mấy cái này nó nhớt lắm. Em làm biến, em không giữa. Nhà vườn có sao nó vậy à. Chất quốc cái này lép đây rồi. Chạy cái chân này nó nhạy quá. Đó, mình cột cố định vô rồi nè, ấm chậu đàng hoàng rồi bắt đầu mình tháo nó ra bớt, rồi từ từ nó sẽ trở lại bung ra một cái là nó đều lại. Bây giờ mình cứ cột cố định vô. À, trên đọt thì nó dài quá thì em cũng phải cột lại đặng nó mới nó chứ không cái đọt hồi nãy thấy nó ngã không à, mình cột kiểu gì đặng cho nó đều là được rồi. Rồi mình giờ mình cố định nặng cho nó uống nó theo mai mốt nó, cây nó sẽ cứng theo cái đó hả à. Nó sẽ đứng hơn rồi thấy không, còn không thì em kiểu gịch nó vô vậy nè, gịch nó vô miếng đi. Quỷ này tại vì trồng hồi trồng 2018 á mà mình không cố định cho nó thì nó ngã rồi. Lên chậu thì mình phải sửa lại. Rồi sau khi mà anh chị ghép lên như này dày rồi á thì anh chị có thể tiến hành bỏ phân được, phân bỏ gốc á. Mình có thể xài rất là nhiều loại phân ha. Bỏ gốc nó vô. Và có khi mà anh chị có thể là môi nó ra trước cái lớp này nè, có thể mình môi cái này nè. Rồi bỏ phân nó nằm dưới mình phụ lại thì vẫn được ha. Đó là cách thức giống như bên Thái họ trồng, họ bỏ phân ở dưới thì khi nó nằm ở dưới nó tan ra, nó làm cho thí dụ khi mà mình xịt phân xịt nước hay là gì á thì nó sẽ không được, nó không văng cái phân mình đi à, phân nó nằm ở dưới này nó có văng, nó văng than thôi, nó không văng phân đó anh chị thấy không. Thì khi mà anh chị ghép như vậy á thì cái hướng con nó ở đây nó sẽ bò ra nữa, nó giống như nó sẽ đi ra nữa ha, nó sẽ đi ra, mình tạo cho nó sao mình miễn sao cái hướng đi cho nó tròn
Đó, nếu mà anh chị khép khít vô nữa thì nữa nó sẽ nhảy trong đây, nó không được, gọi là nó nhảy nhiều quá, trong đây nó sẽ bít rập quá. Đó, 7 cây là thấy vừa rồi. Khi mà 7 cây này mà những cái con này nó lên được một nhịp, hai nhịp nữa là anh chị biết nó thành một chậu tác phẩm rất là lớn ha. Thường thường là người ta bây giờ người ta làm thành phẩm là người ta ghép không à. Còn nếu mà anh chị nào mà muốn những cái cây mà trồng một cốt ha, thì em có những cái chậu mà chớp á, hàng đột biến á, đó, một thân một cốt có luôn đó. Còn mình muốn chơi miệng liền mình ghép được gì à, nó vẫn đẹp mà. Chậu này thì giờ kích nó ra là Tết nay có thể chơi bông đó. Anh chị thấy nó đang nhú vòi rất là nhiều nè đó, tùy theo mình chọn cây thôi. Rồi em anh, nếu mà anh chị nào mà thích mà ghép á thì bên em cũng còn một số ít ha, không còn nhiều đâu, còn một số ít cây bà liễu nè ha. Bà liễu trồng than anh chị ha, nó cũng than mà giùm đây cũng còn cái này thì nó cũng còn dừa, thì bây giờ mình gỡ bớt ra thôi, nhưng mà được cái là cây nó rất là bự luôn, rất mập luôn đó, cây thân thủ rất là mập luôn anh chị ha. Cái lô này nó mập lắm, cây thì cây mập mà nó đẹp lắm. Cây này thì mình chung là mình ghép là mình chơi được ha. Đó, anh chị có thể ghép này lại, còn ít chứ không nhiều đâu, cây khỏe lắm đó, có cây mập tù lù luôn nè. Cây này thì nó còn đi đọt ha, cây này đi đọt. Thì nói chung là cái lô này thì mình ghép mình chơi thôi, em nghĩ chắc nó Tết á thì nó chắc cũng không có ra bông nhiều đâu, bởi vì nó đang còn gọi là lực đi, cây này còn đang lực đi dữ lắm anh chị thấy không. Đang cây thường thường bà liễu mà anh chị thấy trồng cỡ này nè mà cái cỡ đọt nó còn đang đi nè, rất là lực luôn. Cho nên cái lô này thì em có một lô nó có bông mà gọi là nó là cây cao, như cái lô này thì nó ốm hơn đó, cái lô này thì ốm hơn mà cây cao hơn, thì có thể là cây này có lô này có bông. Đó, lô này có bông nè. Còn cái lô mập tơ kia thì nó sẽ không có bông, nó chậm hơn, tại vì nó trồng sau cái lô này, lô này lô trước. Đó thì cũng còn ít thôi. Đó, anh chị nào mà thích cái những cái này thì anh chị ghép vô thì nó là rất ok cho mình luôn. Bà liễu á, em nói thiệt với anh chị luôn, bà liễu nhiều khi á, anh chị lưu ý á, anh chị nào mà cô bác chú lớn tuổi á mà mua lan mà chưa hiểu được cái dòng lan nắng, nhiều khi gửi qua cho anh chị được có một cây có một cái vòi bông như vậy mà mình nói là mình chơi hàng gọi là hàng đứng lá, mà tại sao gửi cho tôi được có một vòi bông này, có vòi bông rồi làm sao tôi chơi Tết. Thật sự cái rồi cây nắng á, anh chị biết nó ra bông nè, nè nó ra bông rất là nhiều ha, không phải là riêng nó ra đây không, nếu mà anh chị đi phân là nó sẽ ra được mười mấy vòi bông. Thì cái vòi bông này vừa mình vừa chơi hiện tại bây giờ thì nữa nó ra thì mình làm phân vô thì nó sẽ ra được nhiều vòi bông khác. Còn thiếu mà anh chị không thích thì anh chị cứ bẻ dục luôn, thì nó sẽ ra gì, cái vòi bông này nó không ra nữa thì anh chị xịt luôn thì nó sẽ ra được những cái vòi bông khác ha. Cây dendro nắng mình muốn chơi bông thì mình cây trưởng thành không xịt không kích nó cũng ra, còn nếu mà mình tác động vô 1, 2 cử 6, 2, 3, 2 thì nó sẽ ra bông rất là nhiều đó. Cho nên mình đừng sợ một cái cây mà nó ra bông, mà ra bông rồi mình sao chơi. Em nói thật như cây thỏ này đi, anh chị thấy không, ở trên đây nó ra 3 vòi hoa luôn, ở dưới đây đang 2 vòi, 5 vòi nè. Nếu mà anh chị xịt nó giống như đây nè, đó giờ mình cắt bông rồi thì bây giờ nó nhảy bông ở dưới đây. Nếu mà ở đây nó nhảy bông rồi thì nó sẽ nhảy ở dưới nữa ha, nó sẽ xuống bông nữa. Giờ còn nó còn nhiều thân à, thân tơ nó sẽ ra, nó ra bông nữa, thậm chí cái thân già này lên dẫn lên bông. Mà anh chị nếu mà anh chị sẽ trồng cái cũ này nó dẫn lên bông nha. Đó, nếu mà anh chị xịt cái pháo 3232 nó dẫn lên bông cái cũ này. Đó, cho nên mình cứ yên tâm mà mình chơi. Đó, cái đen nuôi nắng mà, còn cái đen nuôi màu thì mình sợ là nó ít thân. Nó ra bông rồi thì nó chậm ra bông nữa, thì cái đó thì anh chị sợ là cũng đúng. Nhưng cái đeo nắng nó rất là nhiều bông, cho nên mình cứ không thích mình cắt bỏ. Thậm chí nhà vườn tụi em là cỡ này là tụi em cũng cắt bỏ, cắt bỏ làm bông mới đó. Nhưng mà không để bông thì mình cắt bỏ. Thậm chí nhiều khi vô mùa mà nó hơi chậm á, tụi em cũng xả bỏ hết, vườn em bỏ hết đó, để mình trồng cái cây là cho nó lực.
Chứ nếu mà neo bông á, thì cái cây nó sẽ bị nó không phát triển cái cây con nữa. Đó, cái lô này thì nó còn ít lắm. Mà anh chị nào thích mua cái này thì cây rất là khỏe nha. Đó, anh chị thấy không? Bà liễu thì thường thường chậu phi 12 thì nó cao hơn cái này một chút ha. Đó, thân này là nó thêm, mà bây giờ nó thêm thân này thì những cái này thì là nó thành tác phẩm rồi. Đó, lên thì mình ghép thành tác phẩm. Đó. Mình chụp bịp này nở quá trời. Đó, anh chị nào thích thì em để cho anh chị với giá là nhiêu. À, với giá là chỉ có 180.000 một cây thôi. 180.000 với một chậu này nè. Tại vì cái chậu này nó nặng đó anh chị. Đó, nó nặng. Thành ra là tiền phí nó hơi, ship nó hơi cao. Đó, anh chị mua một cặp thì em bao ship cho. Đó, giá thì nói chung là cái lô này em để lại em sang chậu á, nhưng mà anh chị nào thích thì em chia sẻ anh chị chơi luôn. Đó, cây rất là lực luôn. Thường thường mà anh chị đi mua ở ngoài thì nó bán một chậu nó cũng 180.000, nhưng mà cây nó ốm lắm. Mà được cái giờ con chừa lại con lô này nè, cây khỏe mập đẹp ghê. Đó, cây lực không ha. Rồi em cũng xin phép kết thúc video đây ha. Thì anh chị nào mà muốn ghép cái cây gì tại thời điểm này thì anh chị lựa những cái cây cao bự, ghép những chậu bự. Đó, còn nếu mà những cái chậu mà anh chị mua chậu nhỏ nhỏ thì anh chị sẽ ghép được cái chậu nhỏ thôi. Tại vì thời điểm này không thể nào nó dài, nó bự thành những cái chậu tác phẩm. Nếu mà mình muốn chậu cao lùm thì mình phải chọn được những cái phi cao lùm. Mà những cái cây cao như thế này là anh chị biết người ta trồng rất lâu. Ít nhất cũng khoảng hơn 1 năm rưỡi, 2 năm rồi. Đó, thì giá thành nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Tại vì trồng lâu năm. Còn cái cây mà ta trồng 6 tháng thì cái giá 6 tháng nó có anh chị. Đó. Còn lâu năm thì những cái cây bự như vậy anh chị kiếm nó cũng hơi khó lắm á. Rồi em xin kết thúc nha. Xin chào.